Rồi, Ngũ Nguyễn chào đến tất cả anh em nha. Giờ nghe tiếng mà chưa thấy hình đúng không các bạn? Mà toàn thấy xe đúng không? Mà xe GTR không mà đúng không? Đây, đây giờ có mặt rồi này nha. Rồi, Ngũ Nguyễn xin chào đến tất cả các bạn, cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ngũ Nguyễn của em nha. Hôm nay thì thứ tư, ta lại tiếp tục cập nhật cái xe. Mấy hôm trước mình cũng đọc được một cái vài lời comment. Thì thật chất thì mình đã làm việc rất là rõ ràng với cửa hàng, nên các bạn cứ yên tâm, anh em mình hôm nay báo giá sẽ là chính xác cho anh em ha. Hôm trước có là đi 1-2 triệu gì đó, do cái anh chủ cửa hàng thì anh cập nhật về, nhưng mà anh nhân viên anh còn tự giá cũ các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hỏi rõ ra để anh em yên tâm ha. Thì đối với kênh mình trước giờ anh em biết rồi, luôn báo giá thật, anh em cứ yên tâm cái điều đó. Thì có video kỳ đồ hơi sơ xuất tí cũng mong anh em thông cảm nha. Rồi, bây giờ trước mặt các bạn đó là nguyên một cái hàng GTR V1 và V2. Phía sau lưng còn rất là nhiều, nhưng mà thôi tí xíu đã, tí xíu mình hãy lên trên sau. Còn bây giờ các bạn ơi, mình đi từ từ đây nè, mình tham quan xe cái xuống dưới gặp gặp anh nhân viên cửa hàng. Thì hiện tại đây là mình đang đứng tại cửa hàng xe máy Thành Phát. Thì thông thường xe máy Thành Phát các bạn sẽ hay thường gặp cái ông bụng bự ông Quỳnh đó, nhưng mà do anh kẹt công việc nhà thì thời gian tới vài hôm nữa thôi thì anh sẽ tiếp tục lên video với anh em mình ha. Rồi hôm nay sẽ có anh Hà báo giá thật chính xác cho anh em mình tham khảo luôn. Đây là Winx RC nè các bạn, Exciter 155 nè. Mình cứ nhìn lướt qua đi camera ơi. Đó, mình cứ lướt qua. Ở đây thì mình có thể nhìn xuống bên dưới luôn. Hả, sao em? Đẹp hả? Đẹp hả sao? Em thấy đẹp hả? Nhiều màu. Thiệt, anh thấy nhiều màu thiệt. Nó. Ừ, banh nè. Chắc là ý tưởng từ cái ba cái vụ đá banh hảo này nè. Đây các bạn, anh chị mình thấy ở dưới đây nữa nè. Đây có mấy cái dòng mô tô cổ điển nè, như là Honda 150 Beza nữa anh em thấy không? Còn đây là có ông anh đang lắp ráp xe nè anh em thấy không? Ồ, tối ngày lắp ráp xe màu mè cho anh em mình đó. Ok, mình giờ mời anh em mình đi xuống bên dưới ha, gặp anh nhân viên cửa hàng nha. Phía đó là 150 rồi kìa các bạn. Đây các bạn thấy nha. Đây rất là nhiều, nhưng mà tí xíu mình lên trên đi mình quay kỹ lại cho. Còn giờ anh em mình xuống dưới ha. Ok, xuống dưới thôi. Anh em này mình nói thật luôn á, đi không quen vô đây bị lạc đi chơi á. Nó nói thiệt nha, không có đâu quá nè các bạn nhìn nè. Vừa xuống lầu phát là nữa nè, thấy chưa? Rất là nhiều luôn. Đây. Sonic trong này có mấy màu mình rất là thích các bạn. Đây các bạn. Đẹp chưa? Mấy cái màu mình thấy rất là thích luôn nè. Ok, anh Hà, anh Hùng cũng ở đây rồi. Chào bắt tay chào anh cái nha. Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn lại trở lại với xe máy anh Thành Phát ha. Dạ. Hôm nay mình lại cùng với anh Ngô Nguyễn cập nhật giá xe cuối tháng 6 cho các bạn tham khảo và mua xe nha các bạn. Dạ. Em nói anh Hùng cái này nè. Hôm trước em có đọc được mấy cái bình luận á. Thì cũng giải thích cho anh em hiểu rõ rồi thì mới biết được là cái giá xe hôm trước là do ship lớn nhập về. Thì anh em mình cũng đâu có nắm được rõ giá sớm đâu, thì có lệch một vài triệu các bạn thông cảm. Hôm nay thì anh em mình sẽ báo giá chính xác để anh em mình mua ha. Rồi ok nha các bạn. Dạ. Bây giờ em nhờ anh dẫn em thông qua hết cái đi rồi anh em mình bắt đầu giá ra có giá ha. Bây giờ mình muốn đi đường nào nào? Vì xe đi cửa hàng xe mình rất là rộng đó các bạn. Hơi bị nhiều, nhưng mà thôi hỏi anh cái mấy bữa nay nè, từ cái bữa trước đến bữa nay đó em không biết là có cái màu độ nào mới không. Chứ em thấy là bắt mắt được hai con này rồi đó, okay. Không biết còn con nào mới. Thế thì mình đi dòng Sonic trước nha các bạn. Thì bên đây mình có một vài mẫu Sonic bên mình mới vô độ màu ngày hôm qua nhá. Đây có màu xanh lá chuối nhá các bạn. Em thấy giống màu bơ lắm á nha. Đẹp lắm các bạn. Màu cam trắng ha. Dạ. Cái màu này là màu mới bên mình mới lên ha các bạn. Dạ. Mình còn con nào màu mới nữa không anh? Đây có màu xanh này các bạn. Đây camera. Đây camera phải quay giúp mình ha. Ờ, mình thấy con cái màu này cũng đẹp lắm nha các bạn. Mấy bạn trẻ mà thích kiểu sáng sủa rồi á. Mấy con này mình thấy cũng đẹp lắm á nha. Còn này là hàng real hàng pha ke đây anh. À đây là chiếc MX phiên bản 110 liên doanh nhé các bạn. Dạ. Đây xe liên doanh nhé các bạn. Còn mẫu MX 125 ấy là chính hãng của Honda nhập từ Thái Lan nha. Dạ. Mẫu này là hàng liên doanh. Dạ. Thì có giá hiện tại giờ là 21 triệu nhé các bạn. Đó, anh báo giá cho anh em mình liền luôn ấy chưa. Còn cái con giống như MX mà có 21, còn nếu mà cái hàng của Honda, hàng Thái Lan là bao nhiêu anh? Ôi, hàng đó hàng của Thái Lan thì có giá là 50 triệu nha. Dạ, 50 triệu ha. Đây, anh em mình lên trước cửa hàng đi, quay cái bảng hiệu cho anh em mình cho nó rõ. Các bạn mà mua xe thì gọi về cho anh số nào rồi anh Hùng ơi? Khi các bạn cần tư vấn về giá xe hoặc là chi phí giấy tờ ở các tỉnh các bạn thì các bạn liên hệ theo số điện thoại của mình là 082 0776 333 789 nhé các bạn. Dạ ok anh. Ở đây thì có mấy con R15 rồi đó nè.
Ở ngoài đây em có địa được con cái bảng mà R15 mà mình sơn tem giống như cái mặt bên đất vậy anh. Em thấy con đó đẹp quá. Rồi bên R15 bên mình thì lên độ màu rất là nhiều nha các bạn. Dạ, đó, tất cả dòng xe mô tô. Rồi sau thì camera có thể lui ra muốn lại chút xíu, em quay giùm anh cái bảng hiệu để cho tất cả anh em có thể nắm rõ được. Ở đây mình sẽ cập nhật lại cái địa chỉ ở cửa hàng nhé các bạn. Dạ. Thì địa chỉ cửa hàng bên mình ấy thì mặt tiền nó nằm ngay trên quốc lộ 13 nha. Dạ. Nằm sau khu cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1 ha. Dạ. Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhé các bạn. Các bạn có thể hình dung ra là nó nằm ngay cạnh ngã tư cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1 ha. Dạ. Thì camera cũng, có thể quay giúp mình ha. Cũng mong các bạn là mình đi đúng địa chỉ ha. Tại vì em cũng đọc được nhiều comment các bạn nói các cái tên anh Thành Phát mình đẹp là sao á, thấy cũng nhiều rồi, họ cũng có tên giống như vậy. Thì nói chung anh Thành Phát thì rất là nhiều cửa hàng. Ở bên mình thì chỉ có một chi nhánh duy nhất ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhé bạn. Dạ. Còn các địa chỉ khác như là An Thành Phát hay là An Thành Phát Đạt thì ở dưới thị xã Tân Uyên hay Thới Hòa đều là không phải nhé các bạn. Thì... nên các bạn khi mà mua xe các bạn nên gọi điện trước cho bên mình để mình có thể gửi địa chỉ GMF cho các bạn đi cho nó chính xác đường nhá. Đó thì anh chị các bạn ơi, nếu như mà cảm thấy trong cái giá trong video ok hay là cảm thấy tin tưởng anh em mình đó thì anh em cứ liên hệ với cái số điện thoại trong màn hình mình mua để anh Hùng hướng dẫn đường cho mình cho cụ thể. Còn ví dụ như cho cái tên nó quá đẹp thì rất là nhiều cửa hàng khác, thì nếu mà các bạn tin tưởng thì bạn cứ lại cửa hàng ở đây thôi. Chỉ là nằm tại quốc lộ 13 luôn, quốc lộ 13 quốc lộ lớn của Bình Dương luôn, thì ngay cái ngã tư cổng phụ trước nè. Giờ anh em mình qua, mình bắt đầu từ bên đó qua ha. Rồi ok. Dạ. Thì cũng cái hướng này anh em mình đang đi hướng về cái ngã tư luôn này các bạn. Thì hướng này các bạn mà chạy thẳng đi khoảng ngoài cũng mình đoán là cũng ngoài trên dưới 30 cây á, nó sẽ ra về cái quốc lộ 1A của địa phận Sài Gòn nha. Đường này hướng về đi Sài Gòn nha các bạn. Dạ. Còn hướng lên trên thì mình sẽ đi về Bình Phước nha. Dạ, còn hướng lại hướng ngược lại mình sẽ đi về Bình Phước cũng như về Dầu Tiến hay là trên Tây Ninh mình qua cũng được luôn. Đây, anh em mình cập nhật từ đây ha. Nếu mà cái dòng Fuki Bandit em nhớ không lầm là trước đây là bên cửa hàng mình luôn đã báo em 51 á, không biết hôm nay là có lên có xuống gì không ta. Rồi giá xe hiện tại của Bandit hiện tại có giá là 49 triệu nha các bạn. Dạ, có 49 triệu thôi à các bạn. Bao nhiêu cái màu này đâu phải màu riêng đúng không anh? Rồi đây là màu phiên bản mình up 3D nha. Dạ rồi, ok. Đây hai màu này là đều màu 3D cả. Đó, thì sẵn ở đây mới cho anh em biết luôn tại sao mình không cập nhật từ bên kia mà mình cập nhật từ con Bandit, thì anh em biết đây là hai cửa hàng ngang cấp. Đó, các bạn từ xa lên rồi cũng hay bị nhầm cửa hàng luôn thấy chưa? Đó, từ cửa hàng mình là từ hiện tại cho con Bandit trở về thôi. Từ cái giấy tờ các bạn thấy nè, đó, nó cũng sát với lại cái nó cũng sát với lại cái ngã tư luôn nè. Rồi cũng mong các bạn mình cũng mong các bạn là nắm rõ nha. Đó, cũng sát, cũng hai cửa hàng sát ngã tư giống nhau nhưng mà cửa hàng An Thành Phát thì nó từ cái giấy tờ đổ qua nha. Rồi, hiện tại là có 49 thôi đúng không anh? Rồi, cái giá xe này là 49 triệu và đã bao gồm thuế VAT nha các bạn. Các bạn lưu ý cái điều đó giúp mình nha. Còn giấy tờ là liên quan đến tùy vùng miền nhé các bạn. Thì riêng giấy tờ thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình thì bên mình sẽ báo chi tiết về cái tiền giấy tờ cho các bạn ha. Thì quyện rẻ hơn, rẻ hơn thị xã, mà thị xã rẻ hơn thành phố thôi. Đúng rồi các bạn. Em cứ gọi về bên cửa hàng sẽ tính toán cho mình. Còn như sơn màu vậy là mình cộng thêm nhiêu? Màu sơn này thì các bạn cứ cộng giúp mình 1,5 triệu nha. Dạ, cứ cộng thêm 1,5 triệu nha anh chị các bạn ha. Rồi, camera cứ quay nhanh mấy cái màu giùm anh đi. Còn đây là Winner X mình cũng độ màu luôn rồi. Đây là màu 3D nhé các bạn, sơn giống màu của Exciter phiên bản giới hạn 150 nhé, à 150 nhé các bạn. Dạ, giống Exciter 150 mà phiên bản 2021 ra 4 màu á. Đúng rồi. Hôm đó có một màu rất là giống màu này nên là cửa hàng lên từ cái màu đó. Và hiện tại mình cũng quay mấy cái cửa hàng xe mới mình chưa thấy có ai có màu này hết á. Bên cửa hàng thì mình thấy có tích hợp được cái xi nhan này nè các bạn. Mình rất là vừa ý luôn, thật sự luôn, rất đẹp. Các bạn để ý đây là cái xi nhan bên mình đã lắp kiểu nha các bạn. Thì nó sẽ không bị thò ra ngoài như xi nhan zin nha. Làm như thì các bạn đỡ bị gãy. Làm như em thấy giống như cái xi nhan này thiết kế ra cho xe này luôn mà sao ta, nó vừa bản xi nhan luôn. Cái mẫu xi nhan này thì có thể lắp cho tất cả các dòng xe các bạn như là Exciter này hay là Sachia, Rider, Sonic đều có thể ráp được nha các bạn. Đó thì anh Hùng nói vậy thì các bạn cũng biết được là không những riêng Winner X nhưng mà những cái dòng xe khác mà có lú xi nhan ra các bạn không thích á thì vẫn có thể gắn được cái này bình thường. Chi phí cái này như thế nào các bạn cứ gọi về cửa hàng ha. Ở trên đây thì mình cũng báo giá luôn xe Winner X cho các bạn nha. Phiên bản CBS có hiện tại là 39 triệu nha các bạn. Phiên bản ABS thì có giá là 40 triệu 500 nghìn nha. 39 giá. Đã bao gồm thuế VAT nha các bạn. Là giờ mình mua chỉ còn thì giấy tờ biển số nó là xong. Đúng rồi, giấy tờ biển số là xong ha. Rồi ok anh, 39 triệu với lại 40 triệu 500. Đúng rồi. Là cho nhau 1,5 triệu đúng không anh? Đúng rồi nha anh. Dạ rồi ok anh ha. Còn nếu mà đối với dòng Exciter 155 như thế này. Đây R55 đây là hai phiên bản màu zin nhé bạn, màu đen bóng và màu đỏ đen nhá. Em thấy đây bản chìa khóa nha. Đây là phiên bản khóa thường nhé các bạn. Dạ. Thì giá nó thì như hiện tại có giá là 44 triệu 500 nha các bạn. Dạ. Bản chìa khóa như thế này thì 44 triệu 500.
thì cũng đã bao gồm tất cả thuế rồi, chỉ còn tiền biển số giấy tờ nữa ha. Đúng rồi. Còn nếu như bản mà khóa smart key thì bên mình để sao? Bên mình khóa smart key thì có giá 47 triệu nha. Riêng phiên bản màu xanh JB thì là 48 triệu 500 nha các bạn. Dạ rồi. Thì phiên bản thường như thế này là 44 triệu 5. Phiên bản mà khóa smart key là 47 triệu, còn bản xanh JB là 48 triệu 5 nha các bạn ha. Ok, xanh JB hiện tại cửa hàng mình còn không anh? Cái này mình đang để trên kho nha, tí nữa mình sẽ lên trên lầu mình xem nha các bạn. Rồi ok anh, vậy chút mình là mình coi luôn các bạn. Hình như là mình còn đủ màu đúng không? Đúng rồi, còn đầy đủ các màu, vì đây mình chỉ bày ra ở ngoài. Anh có thiếu màu không? Bên mình thì chỉ có thừa màu thôi, còn thiếu màu nha các bạn. Và chính xác là cái câu thừa màu là đúng nha các bạn, chứ không phải nói thêm, tại vì anh độ màu 3D rất là nhiều, thì tí anh em mình coi. Còn đây mission mình bỏ qua đi ha, tí mình qua trong kia chở nhiều luôn. Ở đây có là... đây có một chiếc Exciter 150 thì mình báo giá luôn cho các bạn nha. Dạ. Đây là màu cam xám nha các bạn, thì nó là màu zin nha. Thì hiện tại có giá là 46 triệu nha các bạn. Dạ 46 triệu đối với Exciter 150. Còn như video anh em cũng chờ tí, chút mình quay luôn cho. Em thấy cô Vision này sân đẹp nè. Đây, này là mình lên 3D đúng không anh? Rồi màu đây là màu 3D của Vision nha các bạn. Dạ. Chứ màu zin thì không có những màu như này nha. Bây giờ anh hãy khoan cho em biết giá Vision đi, chỉ cho em biết cái chi phí mình lên nào thôi. Chi phí màu thì nó cũng bằng cái màu khác thôi, thì nó là 1 triệu rưỡi nha các bạn. Dạ, yeah. 1,5 triệu đó mình chỉ có tiền sơn màu thôi hay là có bao gồm 1 triệu rưỡi đây là đã gồm cho chi phí đổi màu xe cho các bạn nha. Chi phí đổi màu xe thôi nha. Vì là khi mà các bạn sơn độ lên này ấy, thì mình phải thay đổi cả vẹt sang đúng màu xe cho các bạn. Đúng rồi. Đó, thì là mình mất chi phí. Thì 1 triệu rưỡi đó đã bao gồm phí lên sơn này và đã phí chuyển màu nha các bạn. Cực kỳ hợp lý luôn các bạn. Cái em đang diện là cái em đang rất là thấp luôn. Có nghe, vì là cái màu này nó gần như giống SH đó các bạn. Dạ. Đấy nó đi rất là sang à. Có nhiều bạn rất thích màu này nên là bên mình up lên ha các bạn. Thì các bạn có thể đến cửa hàng để tham khảo màu và để mình tư vấn cho các bạn mua xe nha. Dạ. Không những là cái màu mà mình thấy là lên cái Baga cái này là SH giống như cái dạng SH 300i vậy đó. Đúng rồi. Rất là đẹp, rất là cứng xe luôn các bạn. Mình chạy rất là đẹp luôn. Rồi, camera quay sơ giùm anh ba con xe bên trong để cho anh em có thể thấy được cái màu. Còn giá cả thì anh em chờ mình khoảng 1-2 phút nữa thôi. Rồi ra đưa chia thì mình sẽ báo sau nha. Dạ, vì rồi. Để mình lướt đây rất là nhiều xe á. Đây, mình quay lướt cho anh em mình có thể nắm rõ được cửa hàng số lượng xe như thế nào. Rồi bắt đầu mình sẽ báo giá sau ha. Đây các bạn. Đây ha. Bên cửa hàng xe máy An Thành Phát thì có đầy đủ các dòng xe từ phổ thông đến mô tô nha bạn. Xe tay ga hoặc là xe mô tô phân khối lớn 300cc ha. Đầy đủ cả các bạn. Thì các bạn em quên hỏi anh nãy giờ cái rất là quan trọng luôn là nếu mà mua xe bên cửa hàng mình đó anh, thì cái mà mình giá tiền từ bao nhiêu để mà mình mua góp mình không cần trả trước được anh? Bên mình nói về đến xe máy An Thành Phát thì cái thương hiệu có lẽ là các bạn cũng nhiều bạn đã biết rồi. Tất cả các dòng xe dưới 60 triệu thì hỗ trợ mua góp không cần trả trước nha các bạn. Dạ rồi. Thì hồ sơ mua góp thì rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh thư bằng lái xe hoặc là chứng minh thư hộ khẩu là các bạn có thể lấy xe đi về nha. Dạ. Bên mình chấp nhận hộ khẩu, photo công chứng hoặc là hình ảnh hộ khẩu, các bạn chụp qua Zalo cho mình nha. Dạ. Đó, rất là rõ ràng, rất là ok đúng không các bạn? Anh mới vừa nói là tầm 60 triệu có nghĩa là Sonic cũng không trả trước được này hả ta? Đúng rồi, Sonic cũng không cần trả trước nha các bạn. Tầm năm mấy thôi nhưng mà anh em chờ chút xíu mình báo sao cho. Còn này anh báo có 39 tới 40,5 à. Đúng rồi. Winner X. Video này cũng vậy đúng không anh? Vario vậy nha các bạn. Tiện đây mình báo giá Vario cho các bạn nha. Dạ. Thì Vario trước thì mình có chương trình khuyến mãi là sale vào ngày chủ nhật đó các bạn. Dạ. Thì giảm giá rất là sâu. Dạ. Thì hiện tại thì giá xe mình phải báo lại cho các bạn ha. Dạ. Thì Vario 125 hiện tại có giá là 39 triệu nha các bạn. Dạ 39. Còn hôm trước là bán cho cái ngày chủ nhật. Bán cho ngày chủ nhật nha các bạn. Tí. Đó các bạn nắm thì, rõ nha. Hôm nay 150 có giá là 49 triệu nha. Dạ là 125 là 39. Còn 150 là 49 anh ha. 49 nha. Rồi ok thì... anh. Kể cả Vario 125 và Vario 150 ấy, bên mình hỗ trợ đều không cần phải trả trước nha các bạn. Dạ rồi, tại vì nó đều là dưới 60 triệu hết mà đúng không anh? Mình vào bên trong ha. Ở đây mình quay cái chiếc xe mà bên đội kỹ thuật đang độ lên nha các bạn. Cái này em thấy thường nó nằm ở bên Honda chứ sao ta, đây con gợi tiếp của Suzuki mà. Đây là thương hiệu cho các bạn nào mà thích vừa thích Honda vừa thích Suzuki á các bạn. Kiểu dạng mà thích mẫu mã cái tem của Honda nhưng mà thích sức mạnh của Suzuki là cái con này mà chơi ha. Đây phiên bản Repsol nha các bạn. Dạ, đây là bản đây bên mình là đang độ lên nha. Dạ, đây anh em. Đó, anh em quay từ xa anh em xem được cái form xe rất là ngầu luôn nè ha. Ok nha. Cũng to lắm đó, không phải nhỏ lắm đâu. Ok. Còn như trên đây là em thấy cổi đồ, cổi áo đã hết rồi. Cái này là bên mình đang để độ sơn nha các bạn. Dạ rồi. Đây là mình có cặp CB150 Vezza. Đúng rồi, đây là mẫu CB Vezza của Honda nha các bạn. Dạ. Mẫu này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha. Dạ. Thì hiện tại có giá là 47 triệu nha các bạn. 47 triệu một con anh ha.
Cũng bao gồm thuế VAT đồ hết rồi đúng không anh? Tất cả các dòng xe bên mình báo cho các bạn ấy thì đều có thuế VAT nha các bạn. Các bạn lưu ý giúp mình điều đó nha. Có vẻ các bạn đã theo dõi kênh Ngô Nguyễn rất là nhiều thì tất cả giá xe ấy, mình báo đều có thuế VAT nha. Đó, giờ là mình chỉ còn có tiền biển số đó là xong anh ha. Đúng rồi, chỉ còn tiền giấy tờ nhé các bạn. Còn đây mình thấy cũng có cặp GXR nè, cho anh xin cái giá nó một cái ha. Tiền đây mình báo giá cho các bạn về dòng GXR nhé các bạn. Thì hiện tại có giá là 65 triệu nha. 65 triệu. Ở đây có cả phiên bản ABS nhé các bạn. Bây giờ có luôn hả? Đúng rồi, chắc còn bên kia. Xanh nằm trong này là phiên bản ABS nhá. Dạ, để em quay cái con bản ABS cho anh em coi. Nếu ABS thì giá nó sao anh? ABS hiện tại có giá là 72 triệu nhé các bạn. ABS là 72, đây đúng rồi, con này ABS này các bạn. ABS thì là 72, để anh em xem ha. Ok nha. Phiên bản màu xanh GB này, phiên bản màu zin nhá. Dạ. Nếu mà đối với cái dòng GX này mình mua góp anh thì trả tối thiểu là bao nhiêu mà được anh? Nếu mà các bạn mua góp dòng GX này thì các bạn chỉ cần trả trước cho bên mình là 6 triệu nhá. Dạ rồi, ok. Là có thể lấy xe đi về ha. Có 6 triệu thôi hả? Đúng rồi nhanh. Vậy là tuyệt vời rồi. Trong đây thì đây các bạn thì xem rất là nhiều nè. Bandit GSXS nha các bạn. Đây là những mẫu bên mình độ 3D nhá. Đây Bandit này các bạn. Độ màu đỏ candy nhá. Rất là đẹp luôn ha. Anh em là ưng cứ liên hệ cửa hàng nha. Rồi. Bandit thì anh em mới dự báo là cứ là 49 triệu. Đúng rồi, 49 triệu nha. 2 triệu không anh, 2 triệu rưỡi. Cộng 1 triệu rưỡi nha các bạn. Rồi, anh em mình ra ngoài. Anh em mình ra ngoài sẽ bắt đầu tới cái hàng Raider và Sati bên ngoài đây để báo giá cho tất cả các bạn nha. Đây anh em. Bên mình hiện tại cái dòng Sati mà Sati nhập khẩu tư nhân á, mình còn không anh? Có, bên mình còn ở trong kia rất là nhiều các bạn. Thì tí nữa mình sẽ vào kho mình xem cái dòng xe nhập nhé các bạn. Rồi ok. Còn đây bây giờ mình luôn đi, xin giá xe nhập luôn đi. Xe nhập hả? Thế mình báo giá cho các bạn luôn về Sati nhập nhá. Hiện tại có giá là 55 triệu 500 nghìn nha các bạn. 55 triệu 500. Trước đây em nhớ không làm là 59, có thời điểm 60 mấy luôn á. Nếu mà cách đây khoảng tầm 6-7 tháng trước hoặc là một năm trước ấy, thời điểm có thể lên tầm 69-70 triệu các bạn. Cao hơn cả giá Sonic luôn á. Có, chính xác có nha các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ là giá nó rất là rẻ rồi. Còn như Raider anh. Đây các bạn xem Raider nha các bạn. Thì đây mình báo giá cho các bạn về Raider nha. Raider hiện tại có giá là 48 triệu 500 nghìn nha các bạn. Đạo quá nha, 48 triệu 5 thôi. Giờ chỉ còn ra tên giấy tờ nữa là xong các bạn ha. Còn như mà Sati Việt á, Sati này mà. Đây là Sati Việt nha các bạn. Các bạn có thể ý đây là phiên bản của Sati Việt nha. Nhưng mà bên mình đã độ xi nhan tích hợp vào trong hộp đèn kể cả trước và sau nha các bạn. Thì nó sẽ giống hệt, nhìn giống hệt như Sati nhập nha các bạn. Nếu mà anh không nói con này Sati Việt thì thật chất là em cũng không biết được nó là nhập hay là Việt luôn. Để mình tư vấn cho các bạn để có thể nhận biết được dòng Sati nhập và Sati Việt là như nào nha. Camera quay giúp mình cái số khung nha các bạn. Đây. Đây anh em để anh Hùng hướng dẫn đây nha. Đây là một con Sati, đây là Sati Việt nha các bạn. Còn chiếc này là Sati nhập nha. Đây các bạn để ý số khung nha. Khi nào số khung là có chữ AN nha các bạn ở giữa nha. Là Sati Việt nha các bạn. Còn bên đây nè. Các bạn để ý nha. AZ là Sati nhập khẩu nguyên chiếc nha các bạn. Ok anh, đó anh hướng dẫn mình rất là rõ ràng. Để anh em có thể đi mua xe những nơi khác người ta sẽ không có thể gạt mình được luôn. Đối với Sati nhập ấy thì chỉ bảo hành tại cửa hàng nhé bạn. Bảo hành tại cửa hàng trong vòng 3 năm nha. Còn Sati Việt ấy thì các bạn có thể bảo hành tất cả đại lý của Suzuki trên toàn quốc nha. Đúng rồi. Đó. Mà giá nó lại rẻ hơn nữa. Giá rẻ hơn. Thực ra Sati Việt ấy thì nó cũng là Việt Nam, do Việt Nam mình ấy nhập khẩu linh kiện ở nước ngoài về nhé các bạn. Để lắp ráp tại Việt Nam thôi chứ thực ra nó đều là xuất xứ ở Indonesia cả nhé các bạn. Em đang thắc mắc cái nguyên cái bộ combo mà mình tích hợp xi nhan nè. Rồi cái này cái gì ta, cái bát biển số á. Rồi cái về sau rồi mình tích hợp hết đúng không anh? Đúng rồi, một bộ như thế này là 1,8 triệu nhé các bạn. Dạ 1,8 triệu anh em ha. Là đấy 1,8 triệu cái chó đèn luôn đúng không anh? Kể cả chó đèn đằng sau nhá. Dạ rồi, các bạn lưu ý nha, giá này rất là hợp lý nha. Thì các bạn độ ở ngoài thì giá bao giờ cũng cao hơn, tại vì ở cửa hàng các bạn mua theo xe thì được giảm giá nhé các bạn. Đúng rồi, mình mua theo xe thì cái gì cũng hơi ưu đãi hơn rồi. Đây Sati Việt Nam hiện tại là đây các bạn nhiều. Các bạn nhìn có thể ý đây là Sati Việt nha, cái này là bên mình chưa độ nhá. Đây là còn nguyên bản luôn. Nguyên đó. Bản nhá các bạn. Dạ. Thì xi nhan nó sẽ ra ngoài như này. Dạ. Thì ra chiếc Việt này hiện tại có giá là 48 triệu 500 nhá. Mình nhầm nhá các bạn. Dạ. Sa chia thì có giá Việt ấy thì có giá 51 triệu nhá. Dạ 51, còn 485 là cho Raider. Là Raider. Dạ, Raider ok anh. Còn Sa chia nhập thì nó sẽ là 55 triệu 500 ngàn nha các bạn. Còn đây là những cái mẫu Raider mà mới nhất 2021 luôn nè. Rồi, cái Raider 2021 thì nó có 4 mẫu màu mới nha các bạn. Dạ. Còn đây là mình độ màu 3D. Đây, màu 3D nha, màu trắng đỏ nha các bạn. Rồi. Bây giờ anh em mình lại tiếp tục qua bên cái dòng Sonic. Cái màu này cũng là một cái màu mà mình cảm giác là anh em chuộng rất là nhiều luôn.
Sonic thì hiện tại giá xe cũng rất là rẻ nhé các bạn. Dạ. Thì giá xe Sonic hiện tại cái màu trắng đỏ đen như các bạn đang xem đây này. Dạ. Thì nó có giá 46 triệu nhá. 46 triệu rồi. Là vì đó là phiên bản đặc biệt nhé các bạn. 46 hay 56 à? 56 triệu nhé các bạn. Dạ, 56 triệu nha. Xin lỗi các bạn nha. Dạ, 56 triệu. Còn như mà đây, cái màu đen này anh. Màu đen này thì có giá 54 triệu ha. Rẻ hơn 2 triệu luôn ha. Rẻ hơn 2 triệu. Vì là trắng đỏ đen là phiên bản đặc biệt mà các bạn. Dạ, đúng rồi. Nếu mà nói thật các bạn luôn, mình mua ha, mình bài cách cho các bạn luôn. Nếu mình mua màu riêng, mình thích nhất là màu này. Nhưng mà nếu mà muốn độ màu thì chắc chắn mình lựa con này mình độ màu lên cho nó rẻ hơn rồi. Đúng rồi, khi mà độ phiên bản này mình độ lên thì nó đã bằng giá với lại phiên bản trắng đỏ đen rồi. Đó, nhưng mà mình được cái màu yêu thích của mình luôn các bạn, rất là tiện luôn. Mà đặc biệt là nó không có trả trước luôn. Đây Sonic bên mình còn các màu 3D nha các bạn. Màu vàng nha, màu xanh này. Rất là tí nhiều này nha các bạn. Tí xíu đi anh em mình vô trong mình lướt sơ qua. Còn giờ anh em mình báo cái dòng Moto 150 này ha. Rồi cái bản Moto MT15 này thì bên mình hiện tại để giá nhiêu đây anh Hùng? Đây là mẫu Moto MT15 ha các bạn. Phiên bản 155 nha. Thì nó hiện tại có giá là 69 triệu nha các bạn. Còn bớt không anh? Còn bớt cho anh em ở xa lại bớt không? Thì tất cả những khách hàng mà mua xe từ kênh Ngô Nguyễn các bạn. Thì các bạn khi đến cửa hàng các bạn chỉ cần nói với mình ấy là đến xem xe từ kênh Ngô Nguyễn sẽ được giảm ngay 1 triệu nha. Đối với tất cả các dòng xe nha các bạn. Xe nào cũng được giảm ít nhất là 1 triệu rồi, đúng không anh? Đó, rất là rõ ràng rồi các bạn nha. Giờ chỉ cần mình quay hết mấy cái màu thôi. Mà T15 này là phía, màu này là màu nhập khẩu nhé các bạn. Còn em thấy màu này nhiều quá rồi, nhưng mà nó cũng là zin hết mà đúng không anh? Đúng rồi, màu zin. Rồi, tất cả cái MT15 này là màu zin hết. Zin là phiên bản nhập khẩu nhá. Còn phiên bản nhập nhà máy, nhà máy Yamaha Việt Nam ấy thì nó có màu đen nhé các bạn, màu xanh GB ha. Việt Nam là có đồng giá không anh hay là tất cả đều đồng giá á. Xe nhập khẩu và xe Việt của MT15 thì đều đồng giá là 69 triệu nha các bạn. Khi xem qua kênh Ngô Nguyễn được giảm ngay 1 triệu ha. Còn em thích cái con này lắm luôn nè. Con này là bên mình mới độ đẹp quá ngày hôm qua ha. Đẹp lắm luôn á. Các bạn không thể mà mình sợ là trong camera anh em không thể hình dung được con này. Nhưng mà thật chất các bạn xem phía ngoài các bạn thì nó rất là đẹp luôn. Giống như một đứa em của thằng BMW vậy đó. Cái này mình ra đây cho các bạn xem ha. Đây. Đây các bạn. Đó, camera chịu khó quay kỹ giùm anh con này nha. Mình thấy rất là đẹp luôn nè. Đó, các bạn thấy sao? Đó, mình quay góc máy thấp thôi em, nên camera thấy sẽ rất là đẹp. Các bạn để ý cái mâm này là mâm bên mình đã sơn tĩnh điện nha các bạn. Đây là mâm sơn nha, chứ không phải là mâm zin của nó, màu zin của nó nha. Mâm bằng đồng đó. Thì mâm này là bên mình sơn tĩnh điện thì bảo hành cho các bạn trong vòng 3 năm nha. Đấy, nếu mà chảy xước kia bên mình sẽ đổi mới cho các bạn ngay. Tuyệt vời luôn. Thì giá của cái dòng R15 này anh thì hiện tại mình giá bao nhiêu? Đây mình báo giá cho bạn R15 ha. Thì giá xe hiện tại có giá là 70 triệu nha các bạn. Giá là 70 triệu anh em. Còn nhưng mà độ màu của dòng R15 này mình cộng thêm bao nhiêu nữa anh? Những cái dòng mô tô này khi độ màu thì nó sẽ mắc tiền hơn các phổ thông nha các bạn, thì nó phải cộng vào 2 triệu nha. Tại vì nó có sơn mâm nữa nè. Đúng rồi, sơn mâm. Sơn dàn áo nó rất là lớn. 70 thì mình cộng 2 triệu nữa là 70. Bên cạnh đây chiếc màu xanh lục bảo nha các bạn. Một cái màu cũng rất là hot trong một thời gian luôn. Đó các bạn, rất là đẹp ha. Rồi thôi mình cứ quay nhanh mấy cái màu 3D đi, Repsol nữa nè. Đó. Nhận dạng thương hiệu của Honda bây giờ lên R33 của Yamaha luôn rồi. Đúng rồi. Chỉ có thể tại thành phát thôi. Rồi, còn cái dòng GSX thì nãy anh báo em nhiêu rồi, anh báo lại giùm em cái. Thì mình báo lại cho các bạn về giá xe của GSX-R nha. Thì hiện tại có giá là 65 triệu nha các bạn. Dạ rồi, 65. Dành cho các phiên bản màu zin nha. Còn phiên bản màu 3D, màu độ như màu xanh này các bạn, màu cam này thì đó các bạn cộng giúp mình là 2 triệu nha. Dạ rồi. Cái dòng này nãy anh có nói với em là đưa trước 4 đến 5 triệu là mình có được. Ví dụ các bạn, thực ra là trả trước mình phải trả trước tầm 6 triệu các bạn. Nhưng mà các bạn, ví dụ các bạn có 3 triệu hay là 5 triệu thì các bạn đưa trước cho mình cũng được nha. Mình hỗ trợ lại các bạn phần thiếu đó, khi nào lấy biển số các bạn thanh toán cho bên mình ha. Đó, okay, thì chỉ cần tầm 3 triệu là các bạn thể lấy xe đi về rồi nha. Còn như R15 anh, là mình đưa trước nhiều để mà R15 thì các bạn đưa tối thiểu là 15 triệu. Rồi. Ví dụ như các bạn, bây giờ các bạn có 10 triệu thì các bạn có thể đưa trước mình 10 triệu. Còn mình hỗ trợ các bạn 5 triệu khi nào các bạn lấy biển số bạn thanh toán cho mình ha. Ok ha. Rồi giờ anh em mình ta lại tiếp tục vào bên trong, chủ yếu mình cập nhật hai con mô tô. Còn ngoài ra mấy cái con gợn ít này là Bandit thì nhờ camera quay lại cho anh em xem nào. Theo giá cả thì mình và anh Hùng cũng đã báo giá cho các bạn rồi. Rồi anh tư vấn giùm em hai con mô tô này nha. Để mình tư vấn cho bạn hai dòng mô tô nha. Thứ nhất là dòng Rebel 300cc nha các bạn. Và bên cạnh đây là chiếc GS 150 nha. Thì hai dòng xe này khi mà mình quay ở bên Ngô Nguyễn ấy thì có rất nhiều khách hàng ở xa hỏi đến. Nhưng mà vì đang bận công việc với lại do dịch bệnh ấy thì chưa qua được để xem xe ha các bạn. Thì cái dòng mà Rebel 300 anh thì hôm nay mình để cho các bạn là bao nhiêu? Dòng Rebel 300 này thì giá xe hiện tại là 115 triệu nha các bạn. 115. Bây giờ lỡ mê rồi, không có đủ tiền mua, bây giờ muốn xác định mua góp
thì tối thiểu với số tiền phải đưa bên cửa hàng mình để lấy được con này về là bao nhiêu? À, cái này mua góp thì các bạn chỉ cần đưa trước 35 triệu là có thể lấy xe đi về nhá. Chọn chiếc xe 115 triệu mà đưa có 35 triệu à. Có lý. Đúng không anh em? Được mà, đúng không? Rất là đơn giản thôi bạn. Còn nếu mà anh em mà muốn thắc mắc cái tiền mà góp mỗi tháng rồi lãi suất sau thì phải gọi về cửa hàng. Cửa hàng cũng phải nhờ bên ngân hàng thôi, chứ thực chất là anh em mà tính cũng không được. À, bên mình bên bộ phận bán hàng ấy thì là bên mình chỉ báo giá xe các bạn về chi tiết về góp ấy thì các bạn vui lòng đến cửa hàng trực tiếp nha. Thì bên mình có bộ phận ngân hàng ấy sẽ tư vấn cho mình chi tiết về các khoản vay nha. Đó. Còn song song kế bên con Repair 300 thì cái con này không thể là không nhắc đến được luôn. Những anh những chú lớn tuổi thì họ thích cái dòng này rất là nhiều. Mà màu rất là đẹp luôn, là dòng GZ150A. Rồi cho em xin giá luôn ha. Giá GZ150 tại có giá là 67 triệu nha các bạn. Dạ rồi, 67. Còn giờ là anh nhờ camera cứ quay hết những cái màu ha cho anh em coi. Đây nhờ các bạn màu của Bandit nha. Dạ. Màu 3D nha các bạn. Thì còn Sonic vàng đẹp. Sonic ha. Còn Sonic vàng mình nhìn thấy. Thì tất cả theo nếp thì báo với anh em là 56 và 54 triệu. Độ màu mình cứ cộng 1,5 triệu. Dạ. Còn Bandit là 49, độ màu cứ cộng 1,5 triệu luôn. Đó các bạn ha, giờ mình vô bên trong. Trong thì video anh nhắc lại giùm em giá cái. Mình vào đây xem lại video nhé các bạn. Vì video thì bên mình rất là nhiều nha. Đầy đủ các màu, các mã cho các bạn tham khảo nha. Rồi, vô thì đây mình sẽ báo giá lại video cho các bạn nha. Thì video 125 ấy thì hiện tại có giá là 39 triệu nha. Còn 150 thì có giá là 49 triệu nha các bạn. Dạ rồi, đấy. Còn như em thắc mắc những cái video mà sơn màu mình cũng cứ cộng 1,5 triệu đúng không anh? Đúng rồi, video thì cần cộng 1,5 triệu nha các bạn. Như những cái dàn nhựa mà được làm màu cam như thế này thì mình sẽ cộng thêm bao nhiêu tiền? Các bạn để ý cái dàn nhựa màu cam này của bên mình ấy là dàn màu zin nha các bạn chứ không phải là màu sơn lại nha. Đó nên là nó sẽ có giá mắc hơn là 800 nghìn nha các bạn. 800. Mình báo giá các bạn rất là rõ nha. Rồi ok anh, còn như Vision nè. Bây giờ mình quay Vision, Vision nha. Như phiên bản màu đỏ này, phiên bản là 2021 nha các bạn. Đây là phiên bản màn đặc biệt nhá. Đặc thì biệt nó có giá cây đó. Đúng rồi, có mắt cây bạn. Thì có giá là 36 triệu nhá bạn. Dạ 36, còn như bản bên cạnh đây là phiên bản 2020 nhá bạn. Đây là màu đỏ nhưng mà phiên bản 2020 nhá. Thì có giá là 34 triệu 500 nghìn. Dạ 34 triệu 5. Còn em thắc mắc cái bản mà 2021 mới nhất luôn nhưng mà bản tiêu chuẩn anh, bản rẻ nhất là mình để bao nhiêu? Màu rẻ nhất phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản khóa thường nhá bạn. Dạ. Thì có giá là 34 triệu 500 nghìn nhá. Dạ rồi, 34 triệu 500. Ok anh. Còn như bản mà đặc biệt thì anh mới vừa báo là 36 triệu nhá các bạn. Dạ, còn như bản cao cấp anh. Phiên bản cao cấp thì có giá là 35 triệu 500 nghìn nha. Dạ rồi, cứ mỗi bản mình chơi nhau 1 triệu ha. Đúng rồi nha các bạn. Còn như cá tính nè, cá tính bên kia luôn kìa. Cá tính là phiên bản có giá mắc nhất nha các bạn. Dạ, mà đẹp nhất luôn á chứ. Bản này cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Phiên bản này hiện tại có giá là 38 triệu 500 nghìn nha. Ôi trời, sao rẻ vậy? Mình bao thấy BT rồi chỉ còn tiền giấy tờ đúng không anh? Đúng rồi nha. Dạ, có 38 triệu rưỡi cho bản Vision cá tính à. Ôi, bị đây bên cạnh mình đây là cái mẫu 3D nhé các bạn. Dạ rồi. Mẫu 2021 sơn màu 3D nhé. 3D thì mình cứ cộng màu thêm vàng 1,5 triệu. Đấy. Và đây thì hai con xe phong thủy các bạn ở đây, anh em nào quý mến yêu thì có thể liên hệ cửa hàng nha. Winnie Pet theo tơ 155 độ. Ở phía sau camera một chiếc nữa kìa. Bên mình thì có độ hai mẫu là Winnie và Exciter 155 nhé các bạn. Dạ. Thì lên kiểu cho các bạn nhá. Như là mâm này, phuộc này, gác để chân. Dạ. Tay thắng, tay côn nha các bạn. Đầy đủ hết rồi các bạn ơi. Em kết cái con này nè anh Hồng ơi. Xuống được cái bánh chỉ rất là đẹp luôn nè. Xuống một bộ bánh như thế này mình phải tốn thêm chi phí bao nhiêu anh? Chi phí bộ bánh này thì cả đĩa thì nó là 3 triệu nha các bạn. Cả đĩa, cả vỏ, cả cam, nói chung full bộ bánh là full 3 bộ triệu. Bánh là 3 triệu nha. Dạ kể cả bánh trước và bánh sau nha các bạn. Em lại thấy thêm là nó có luôn cái ốp bê trong nè, cái lọc gió độ nữa. Thì cái này là cái phần trang trí thì anh em có thể thấy là nhìn rất là bắt mắt luôn. Và cộng thêm cái dàn áo bò vàng, rồi thêm cái dàn nhựa màu trắng. Nhìn cho chiếc xe không thấy cho nào tối á, sáng trưng à. Nổi bật đúng không ạ? Dạ. Ok, thì những cái phiên bản độ như thế này chắc chắn là nó sẽ phải cao hơn là giá riêng. Đúng rồi. Thì anh em muốn biết chính xác giá cứ gọi về cửa hàng đi, cửa hàng tính là sẽ báo cho các bạn ha. Trong video nếu mà tính toán là nó sẽ dài video. Rồi, bên mình thì có đầy đủ bản độ các kiểu cho các bạn nhá. Các bạn muốn lên độ như thế nào thì các bạn cứ yêu cầu bên mình sẽ có đầy đủ đồ sẵn cho các bạn ha. Dạ rồi. Anh nhờ camera mình thấy ra phía sau ha, quay từ phía sau lên để cho các bạn có thể thấy được như những cái phuộc nè. Những cái phuộc, những cái ốp bên trong rồi những cái dàn nhựa từ phía sau lên cho các bạn theo dõi cho nó rõ. Bên đây thì cũng quen thuộc, clip thì nó luôn nằm bên đây. Thì nhờ anh Hùng báo giá giùm em luôn cái dòng clip. Đây camera quay giúp mình clip nhá. Thì mình từ đây mình báo giá cho các bạn về dòng clip nhá. Clip 125 thì có giá 74 triệu 500 nhá các bạn. 74 triệu 500. Còn clip 150 thì có giá 98 triệu 500 nhá. Dạ.
74 triệu năm đúng không anh? Đúng rồi. Là bản như dòng Click 125 ấy thì mua gốc các bạn chỉ cần trả trước cho mình là tầm 15 triệu nhá. Dạ, 15. Còn 150 thì trả trước tầm 25 nhá các bạn. Đây, 150 là màu xanh nha các bạn. Ok ha. Còn hai con bên trong á, con trắng với con đỏ nó cũng là 125 đó các bạn. Rồi là 125 nha anh. Dạ. Còn đây anh mở tiếp đúng không? Ở đây các bạn quay phiên bản MX125 của Honda nhá, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhá các bạn. Dạ. Các bạn để ý là thấy nhá. Còn bên cạnh đó là chiếc MX111 110 nhá. Dạ. Hai con bạn thấy giống không, nhưng mà thật chất là con này Honda, con này là hàng liên danh thôi. Đúng rồi, hàng liên danh các bạn. Trang luôn thấy chưa? Rồi cho em xin giá cả hai luôn đi em. MX110 thì có giá là 21 triệu nha. Đây 21 triệu nè. Còn đây còn màu đỏ MX125 có giá là 50 triệu nha các bạn. Rồi ok anh, 50. Sẵn đây cho em xin giá của dòng SH lớn luôn nha, SH Nam nè. Dòng SH này mình báo giá cho các bạn về dòng SH Nam nha. Dạ. Thì SH Nam 125 phiên bản Sebus thì có giá 81 triệu nha. 81 thôi. Còn Abus thì có giá là 91 triệu. Dạ. Còn 150 Sebus có giá là 99 triệu nha các bạn. Dạ, 99. Còn Abus thì có giá là 111 triệu nha. Dạ, Abus của 150 là 111 triệu. Ok anh. Bên mình thì có đầy đủ các mẫu màu của SH nha. Dạ. Anh em đừng có thắc mắc sao mà dòng SH không có màu BD nha. Dòng giá trị cao nữa anh em cần nhưng mà nhân sơn đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn mà muốn độ màu SH ấy thì bên mình vẫn độ cho các bạn nha. Dạ. Xanh đỏ tím vàng các bạn ưng màu nào bên mình sẽ đổi cho bạn màu đó ha. Dạ vẫn có nên em cứ yên tâm ha. Rồi cho em xin giá của dòng SH nữ luôn nè. SH nữ đây mình đây thì có 3 phiên bản đây các bạn. Dạ. Đây là phiên bản 2019 nha, màu trắng nha các bạn. Thì có giá là 60 triệu nha. Bao nhiêu chứ anh? 60 triệu nha. Dạ, 60 triệu. Bản này là bản thắng thường ha. CBS. Rồi, CBS phiên bản 2019 nha. Dạ, còn đây là chiếc này. Màu phiên bản cá tính. 2020. Đỏ đen 2021 phiên bản ABS nha các bạn. ABS này, thấy thì có giá là 72 triệu nha. 72. Còn đây là chiếc Sebus màu xanh đen. Nhưng mà có giá là 63 triệu nha các bạn. Thắng Sebus anh em ha. Ok. CBR anh. Đây CBR nha các bạn, để mình giới thiệu bạn về dòng CBR phiên bản ABS nha. Yeah. Cái dòng này thì có nhiều bạn cũng do dịch bệnh nên là chưa đến cửa hàng để xem xe được các bạn. Yeah. Các bạn lưu ý là hai con đều là có dòng bắt đầu ABS hết này, thấy chưa? Cái mẫu này là mẫu 2020 nhé các bạn. Mẫu 2021 thì là do là bên nước ngoài chưa có hàng nên bên mình chưa có nhập được về nhá. Dạ rồi, cho em xin giá luôn đi. Giá hiện tại có giá là 78 triệu nhé các bạn. 78, bây giờ em không đủ tiền 78 để mua. Góp thì các bạn mua gốc các bạn chỉ trả trước tầm 15 triệu là có thể lấy xe đi về nha các bạn. Nhưng mà giờ em lại có một cái tham vọng, giờ tiền mặt thì em lại không có. Tiền góp thì bây giờ có thể ráng được, mà bây giờ em lại muốn luôn có cặp vẹt gốc em chạy. Nếu mà lấy cặp vẹt gốc ấy thì các bạn chỉ cần trả trước tầm 35%. Như xe này xe CBR này thì các bạn chỉ trả trước tầm cho mình là 30 triệu là có thể lấy cặp vẹt gốc nha các bạn. Được, vậy là được đúng không các bạn? Dạ. Đó, coi như là 30 triệu mình có luôn cặp vẹt gốc. Đúng rồi. Đó, mà được góp nữa thì từ trả sau. Khi mà bạn lấy cặp vẹt gốc ấy là hưởng lãi suất ưu đãi nha các bạn. Dạ, rồi, ok nha. Còn cho em xin luôn hai con này cái đi. Bên cạnh mình đây là chiếc TFX nha các bạn. Thì TFX này hiện tại bên mình giảm giá rất sâu nha. Hôm trước mình báo giá các bạn là 67 triệu nhưng hiện tại ấy là mình chỉ còn giá 63 triệu nha các bạn. Vậy 67 giảm xuống 63 là 4 triệu luôn đó. Ok anh, còn như dòng XSR à? Đây là chiếc Yamaha XSR phiên bản nhập khẩu Indonesia nha các bạn, phiên bản 155 nha. Yeah. Thì hiện tại có giá là 75 triệu nha các bạn. Dạ rồi, 75. Còn giờ chắc anh em mình lại vào bên trong đó ha. Rồi tất cả các bạn lưu ý những cái giá xe mình báo cho các bạn qua kênh Ngô Nguyễn ý, thì đã bao gồm tất cả là thuế VAT nha các bạn. Dạ. Để mình nhắc lại các bạn về cái thủ tục làm trả góp nha. Hồ sơ trả góp rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh thư bằng lái xe hoặc là chứng minh thư hộ khẩu là có thể lấy xe đi về nha các bạn. Dạ. Bên mình hỗ trợ các bạn là hộ khẩu photo công chứng này và hình ảnh hộ khẩu gốc các bạn chụp qua Zalo giúp mình nha. Dạ rồi, đó. Thì các bạn ơi, bây giờ mình có thể xem qua những cái màu xe thôi chứ hồi chắc đây là video mình đã quay rồi nè. Hầu như các dòng xe là mình đã báo giá cho các bạn rồi ha. Các bạn xem qua các màu rất là nhiều nha. Để xem là các bạn ưng được cái màu nào thì có thể qua cửa hàng tham khảo và lấy xe nha các bạn. Anh có chứng kiến được khách hàng nào mà lại đây ví dụ như xác định là mua con Raider hay Sati hay một con xe nào đó đi, nhưng mà lại cửa hàng mình xong bắt đầu phân vân cứ mất thời gian hoài không? Đúng rồi anh, có nhiều chứ ạ. Thực ra có nhiều khách hàng là khi mà tư vấn qua Zalo ấy thì là bảo chụp cho em cái màu này màu kia. Đó, xong rồi mình chụp cho bạn rất là kỹ, sau đó khi các bạn đến cửa hàng ấy có lẽ là do nhiều màu quá. Đúng rồi. Nên là chọn được cái màu khác là ưng hơn, lại lấy màu khác nha các bạn. Các bạn nên là các bạn tốt nhất là đến cửa hàng để tham khảo màu xe nha, vì bên mình màu xe rất là nhiều. Đầy đủ các màu nha các bạn. Đó thì các bạn thấy, các bạn không biết có tin được mình hay không. Mình quay cửa hàng rất là nhiều lần nhưng bây giờ kêu mình ví dụ như mình chọn con Sati đi. Bây giờ kêu mình lựa chắc mình cũng phải mất thời gian bởi khi mà đắn đo suy nghĩ á là bạn biết là bên cửa hàng cái độ nhiều màu rất là nhiều luôn á. Rồi. Thì camera mình cứ quay lại những cái màu, còn anh em mình thì báo giá nhanh lại thôi là Sati
Sati tự nhiên. Đây mình báo giá một lượt cho các bạn nha. Ví dụ như con MT15 là xanh GB nha các bạn. Thì có giá là 69 triệu nha các bạn. 69. G15 có giá là 70 triệu nha. Dạ 70. Đây là màu 3D nha các bạn. Dạ rồi 3D. Rider hiện tại có giá là 48 triệu 500 nha. Dạ 485. Sachia hiện tại có giá là Sachia Việt thì là 51 nha các bạn. 51. Còn Sachia nhập khẩu là 55 triệu 500 nha. Đó, rõ ràng hết. Và tất cả Sonic các xe nha. Nào mà tầm anh em mình báo mà chưa đến 60 triệu á, thì chắc chắn là sẽ là không có cần phải trả trước. Đúng rồi. Bên mình thì hỗ trợ tất cả trả góp tất cả các dòng xe từ 60 triệu trở xuống ấy thì là không cần phải trả trước nha các bạn. Các bạn khi mà nói đến Anh Phát là cái thương hiệu là như vậy rồi nha. Dạ rồi, ok anh. Giờ anh em mình vô trong ha. Đó thì đây. Ok. Mình lên trên này thì xem một số dòng xe tay ga như là Janus, AB nhá các bạn. Trong lúc đi mình research những cái màn cho anh em xem. Trong đây do nó thiếu điện tí nên hơi tối, các bạn thông cảm nha. Đây mình lên trên thôi. Đó, anh em thấy là Rider, Satin, Sonic, Vario là màu thấy chưa? Nhưng mà bây giờ là phải quay kỹ ba con này mới được, tại ba con này em thấy màu mới nè. Đó. Trắng hồng nha các bạn. Đẹp quá ha các bạn. Quá đẹp luôn. Không thể chê được các bạn. Cái này các bạn phải xem thực tế ở ngoài nha các bạn thì nó với đúng cảm rồi. Giác cái độ đẹp của nó. Camera mình thấy không đẹp bằng á, nó thật đó nha. Ở ngoài thấy đẹp lắm. Với là cái màu màu bơ nè. Màu này mình thấy lạ lạ nhưng mà đẹp lắm các bạn. Rồi màu cam. Cam trắng đen. Đó. Ở bên trong nữa quá trời màu luôn nè, mình quay từ phía sau cho các bạn theo dõi thôi. Đây còn như mấy con monster, mô tô monster 110 anh nè, mấy con này nè sao anh? À đây là mẫu con Ducati ha các bạn. Dạ mẫu Ducati xe liên doanh nha các bạn. Dạ, nó giống như con MX 110 á, thì nó hiện tại có giá là 21 triệu nha các bạn. Con này 21 nè, da dáng mặt ít nè, còn dáng Ducati ha. Dạ là nhiêu anh? 21 triệu, cũng ngang giá với MX ha các bạn. Dạ rồi ok anh. Còn đây thì cứ MT15, biết là 15 thì bây giờ MT15 màu xanh GB và màu đen nha các bạn. Đây là hai phần bản màu zin nha. Đây là màu zin của Việt Nam mình đúng không anh? Đúng rồi ạ. Dạ rồi. Còn đây là Janus, cho em xin cho mấy chị em phụ nữ đi. Thì đây mình báo giá cho bạn về Janus nha. Janus thì hiện tại có hai phiên bản khóa thường và khóa thông minh ha. Dạ. Thì khóa thường có giá là 26 triệu nha các bạn. Okay, còn phiên bản khóa thông minh là 28 triệu nha. Dạ rồi ha. Giá đã giảm rất là nhiều các bạn vì được hỗ trợ của nhà máy ha. Các bạn sẽ thấy được là mấy cái màu xanh lục bảo nè, đẹp chưa? Chị đẹp luôn đúng không? AB nè, rồi đây mình xem, đây mình xem AB nha các bạn. AB mình rất là nhiều luôn á, đẹp quá các bạn ơi. AB đó mình quay đi, mình vô trong mình báo giá cho. Hai cái màu này quá đẹp luôn. Đây phiên bản 125 nha các bạn. Dạ. Màu xám đen nha. 25 này là tiêu chuẩn đúng không anh? Đúng rồi phiên bản, đúng rồi nha các bạn. Dạ rồi cho em xin giá đi. Để đây mình báo giá các bạn về AB 125 nha. Thì có giá là 40 triệu 500 nghìn nha các bạn. 40 triệu 500. Dạ rồi, còn như mà bản đặc biệt anh, bản đen nhám rồi á. Đen nhám thì nó có giá mắc hơn 1 triệu nha các bạn. Thì là 41 triệu 500 nghìn nha các bạn. Dạ 41 triệu. Tất cả giá mình báo đều có thuế VAT nha. Dạ đây. Đây là đen nhám. Đây là màu phiên bản đen nhám đặc biệt của nó nha các bạn, 125 nha. Dạ. Đây là 150 anh ha. Đây là 150 màu đỏ nha. Dạ, 150 màu đỏ rất là đẹp. Cho em xin giá luôn đi, 150. Thì mình báo giá cho bạn về AB 150 luôn ha. Dạ. Thì có giá là 51 triệu nha các bạn. 51. Đúng dạ rồi. Rồi. Còn đây em thấy có bản 2019 mình còn luôn hả? Đây là mẫu 2019 nha. Có nhiều người là vẫn đang đi tìm kiếm cái mẫu này nha các bạn. Nếu mà các bạn xem được mẫu này qua kênh Ngô Nguyễn ấy thì đến cửa hàng bên mình nha. Hình như là cửa hàng mình có con hả ta? Còn đúng là con nha các bạn. Nên là anh em hàng hiếm nha các bạn, tranh thủ nha. Còn đây là AB vẫn có màu độ 3D cho các bạn nè. Đó. Còn như 150 bản đặc biệt này anh. Màu xanh đặc biệt này có giá mắc hơn là 1 triệu rưỡi nha các bạn. Dạ 1 triệu rưỡi, mắc hơn 1 triệu rưỡi nha. 52 triệu 500 nghìn nha các bạn. Rồi, okay. Nhưng mà tất cả các dòng xe khi mà các bạn xem qua kênh Ngô Nguyễn ấy thì đều được hỗ trợ 1 triệu nha các bạn. Dạ rất là thích luôn. Đó thì nên là các bạn xem kênh thì nhớ lưu ý là lại mua. Nói xem kênh thì ít nhất được giảm cho 1 triệu rồi. Còn như Future anh. Đây mình báo giá luôn Future nha, có màu đỏ. Đây Future này. Đỏ nâu này nha các bạn. Phiên bản mâm này bây giờ Future đã xuống giá nha các bạn. Thì hiện tại phiên bản mâm này bên mình ấy thì chỉ có giá là 35 triệu 500 nghìn nha. Phiên bản này xuống giá ha. Đúng rồi ạ. Trời ơi. So với thời điểm kia trước thì nó phải đỡ được 1 triệu nha các bạn. Dạ. Là có 33 triệu 5 thôi. 35 triệu 500 à, 35 triệu 500. Và còn khi xem qua kênh Ngô Nguyễn thì được giảm 1 triệu thì còn 34 triệu 500 nha các bạn. Dạ rồi. Còn như bản mà bánh căm anh. Bánh căm thì các bạn cứ giảm giúp mình 1 triệu nha. Vì nó chênh lệch về anh mâm ấy. Chỉ đĩa thì là 34 triệu 500. Dạ rồi, ok anh. Còn giờ thì mà anh em mình bắt đầu lên lầu ha. Đây, xem những cái xe con tay phía sau. Để xem về các dòng xe Exciter 155, 150, GNX, GTR nha các bạn. Bên trên là xe con tay nhiều lắm nha các bạn. Đó. Hồi đầu tiên mấy bữa mình đây mình thấy mấy con GNX đi luôn nè. Này bớt rồi nè, đó.
Winx thì em nhờ anh báo giá lại em ha. À đây mình báo giá lại cho bạn về Winx nha. Winx dạ. Phiên bản Cyber thì có giá 39 triệu nha các bạn. Dạ, còn phiên bản Abyss thì có giá là 40.500.000 nha. Dạ rồi, ok. À. Đây mới king nha các bạn. King nha anh em. Phiên bản 3D màu cam đen ha. Dạ. Rồi đây các bạn. Mới king này mình bao nhiêu chứ anh? À, mới king hiện tại thì giá cũng rất là rẻ nha các bạn. Dạ. Màu zin nó thì chỉ có 45.500.000 nha. 45.500.000 cho em mở king thôi. Rồi ok anh. Còn như app này là bản cao cấp đúng không? Bản có khóa cho mắt cây nè. Đúng rồi bạn. Thì là 47 triệu. 47 triệu nha các bạn. Dạ, mình cộng thêm 1 triệu rưỡi tiền nước sơn nữa. Là 48 triệu 5. Đó là cho con này. Anh em mà muốn ra giấy tờ thì cứ liên hệ về cửa hàng để biết con số chính xác ha. Ví dụ giờ các bạn ơi, video mình ví dụ giờ mà báo thì báo giấy tờ huyện nhưng mà anh em thì lại Sài Gòn á thì cũng không có rõ được, nên là anh em quy vực nào cứ gọi bên cửa hàng tư vấn cho nó rõ. Đây màu xanh GB mà lúc đầu em hỏi nè, đúng không? Đây màu xanh GB phiên bản đặc biệt của nó nha các bạn. Dạ. Đây màu zin nha. Dạ, màu zin. Hiện tại có giá là 48 triệu 500 nha các bạn. Rồi, ok, 485. Ở bên cửa hàng xe máy An Thành Phát thì tất cả dòng xe Exciter 155 đến 150, dạ. MX King, Winx thì bên mình hỗ trợ mua góp không cần phải trả trước nha các bạn. Dạ rồi. Để mình tư vấn lại cho các bạn về hồ sơ thủ tục để làm mua góp nha. Dạ. Hồ sơ rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh thư bằng lái xe hoặc là chứng minh thư hộ khẩu là có thể lấy xe đi về nha các bạn. Dạ rồi, ok anh. Bên mình thì em hỗ trợ các bạn. Sao chứ anh? À, bên cửa hàng xe máy An Thành Phát thì hỗ trợ khách hàng là mua góp thì bằng hộ khẩu photo nhé các bạn. Dạ rồi. Và hình ảnh hộ khẩu qua rất là tiện chụp qua Zalo nhé. Dạ, rất là tiện các bạn. Bên mình hỗ trợ hết cỡ để các bạn có thể lấy xe đi về ha. Dạ. Đây, em quay những cái màu cho anh em mình coi ha. Đây, đây là màu xanh lục bảo nè. À, xanh lục bảo bóng nè, rất là đẹp ha. Xanh GB màu green nè, rồi đỏ candy, Movita, màu vàng. Đó các bạn. Còn mấy cái màu này là sao, mấy cái thùng này là sao đây anh? À, đây là những thùng nhớt với lại nhớt nhập khẩu nhé các bạn. Dạ. Để dành cho xe nhập khẩu ấy thì mình để lên đây cho nó cẩn thận một chút. Ok. Ha. Đây là hai màu riêng các bạn nha. Thì các bạn cứ xem hết đi. Ai thắc mắc cứ liên hệ về số mà em đang để trên màn hình. Dạ, các bạn cứ xem nha, xem là ưng màu nào thì nếu mà muốn chụp rõ hơn thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình nha, mình sẽ chụp kỹ màu đó cho các bạn xem ha. Dạ rồi, ok anh. Đó mình vào đây, tới dòng Exciter 150 nằm bên đây các bạn. Đây nha, sơ màu tím nè, mà kim không mà. Đây màu mới kinh nha các bạn. Đó, có sơn mâm rồi nè. Rồi phuộc nè, màu xanh xi măng nè, thấy không? Đây, đây mình báo giá lại cho các bạn ha. Dạ. Về các dòng xe Exciter nha, 155 ấy thì phiên bản quá thường nó 44.500.000 nha các bạn. Dạ. Phiên bản cao cấp của nó quá thông minh ấy thì có giá là 47 triệu nha. Okay, còn dạ. Phiên bản màu xanh GB đặc biệt là 48.500.000 nha các bạn. Dạ rồi. Đây Exciter 150 thì có giá là 46 triệu nha. Dạ, mới kinh thì có giá là 45.500.000 nha các bạn. Dạ. Tất cả các giá khi mình báo cho các bạn qua kênh của Nguyễn ấy thì đều có thuế VAT rồi nha các bạn. Dạ. Còn riêng về tiền giấy tờ thì các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Dạ. Vì tùy mỗi nơi thì có giá giấy tờ khác nhau các bạn. Đúng rồi. Thì bên mình sẽ báo giá chi tiết cho các bạn thấy phù hợp thì các bạn đến cửa hàng ủng hộ nha. Dạ. Đó thì anh em nào mà cảm thấy thích con nào cứ gọi về cửa hàng, nếu mà có thắc mắc cứ gọi về cho anh Hồng luôn, theo số thoại mình đã để trên màn hình. Rồi mình cứ quay hết những cái màu thôi, tại vì giá cả anh em mình báo rõ hết rồi. Rồi vì các bạn bên mình bán xe các bạn ở tỉnh xa đến rất là nhiều, nên là dạ. Các bạn mà muốn biết chi tiết chính xác giá xe thì cứ liên hệ với mình. Dạ. Mình sẽ báo cho các bạn chi tiết giá xe và cái giá cho mình là báo các bạn chỉ đến lấy xe đi về chứ không phát sinh một chi phí nào nha. Dạ, bên mình báo giá xe không như các cửa hàng khác, có thể là đến cửa hàng các cửa hàng sẽ cộng vào tiền này tiền kia, nhưng bên mình là các bạn cứ điện cho mình thì các bạn ở xa đến thì đỡ mất công phải đi lại. Dạ. Lên là chỉ lấy xe đi về chứ không phải là lên rồi báo một kiểu này kiểu kia đúng là rồi, không đúng đó. Nha các bạn. Đó thì anh em mình thì tại An Thành Phát thì giờ chỉ cần giá xe là như vậy, mình chỉ còn tiền biển số nữa là xong thôi, chứ không có cộng lung tung nhiều như là những cái thế khác như một số cửa hàng ha. Đó các bạn lưu ý. Rồi ok. Đó những cái màu. Còn đây là con mới kinh đúng không anh? Đúng rồi mới kinh nhá. Màu này là màu cam đen à vàng mới, đen mới nhá lên bạn. Đúng không? Chị đợi quay không thấy. Mới lên ha. Dạ, mới lên. À cạnh đây có một chiếc màu cam này rất là đẹp nhá bạn. Màu cam nè. Màu cam này hen rồi Winner đỏ HRC hiện tại là bao nhiêu anh? Phiên bản HRC này là phiên bản đặc biệt nên là nó sẽ mắc hơn phiên bản ABS bình thường đúng không anh? Một chút nhá bạn thì nó mắc hơn 700.000 nhá. 700. Như là 40 năm thì có giá là 41.200.000 nhá bạn. Hiện tại con này 41.200. Rồi anh em mình lên trên báo luôn cái dòng GTR ha. Đây. GTR thì sẽ có V1 và V2, mình sẽ đứng ở cái vị trí này để cho anh em mình phân biệt rõ luôn nè. V1 thì nó sẽ là trắng như thế này, cái đầu đèn trắng như thế này các bạn thấy không? Đó. Ok ha, còn V2 là nó sẽ chóe đèn màu xám đen nha các bạn. Dạ rồi. Đây mình 3D nhiều phải không anh?
GTR bên mình thì lên rất là nhiều màu nhé các bạn. Ở đâu thiếu GTR chứ thành phát là không thiếu nha, đó chắc chắn luôn á. Đôi khi các cửa hàng khác thì chỉ có dựng 1-2-3 con để hai ba con để có màu thôi các bạn, nhưng mà bên mình thì GTR rất là nhiều nha. Các bạn có thể lựa chọn thoải mái ha các bạn. Vì bên dòng xe này thì bên mình bán cũng khá là chạy đấy, nên các bạn muốn màu như nào hay là phiên bản như nào thì cứ đến xe máy An Thành Phát nha các bạn. Dạ rồi, ok ha. Rồi mình xuống bên dưới nha các bạn. Đó, cũng vậy. GTR anh chưa báo giá em á, phiên bản là nhiêu? Đây mình báo giá các bạn về GTR nha. Phiên bản V1 ấy thì có giá là 56 triệu nha các bạn. 56. Còn phiên bản V2 thì có giá là 54 triệu nha. 54. Rồi ok ha. Mua góp những dòng xe này thì bên mình hỗ trợ không cần trả trước nha các bạn. Dạ, tại vì nó dưới 60 triệu luôn đó các bạn. Rồi, đầy rồi. Đủ các màu nha. Rất là nhiều luôn. Mình xuống mình quay sơ mấy con xe 50 cho anh em coi luôn nè. Có con GTR xanh lục bảo nè, dưới đây nè anh em, màu đen rất là đẹp nè ha. Đó, ok. Còn như mấy con quay 50 này sao anh? Quay 50 thì hiện tại bên mình có đầy đủ các mẫu như 50 như là CZ, quay Alpha, Dream hay là Coupe đều có cả nha các bạn. Thì giá xe nó đồng dung một giá nhau là giá 12 triệu nha. 12 triệu, ok anh. Còn như mấy dòng chính hãng SQM? Chính hãng SQM này thì có giá dao động từ 14.500 đến 16 triệu nha các bạn. Dạ, 14.5 đến 16 triệu các bạn nha. Sirius 110 anh, Sirius của Yamaha nè. Phiên bản này phiên bản GC nha các bạn, phiên bản mâm đĩa nha. Có giá là 20 triệu nha các bạn. 20 triệu, rồi ok anh. Còn những phiên bản thấp hơn như là chỉ đĩa thì các bạn cứ bớt cho mình 1 triệu nha. Chỉ đĩa thì là 19, còn phiên bản đùm thì nó 18 triệu nha các bạn. Dạ rồi ha, ok. Giờ chắc anh em mình xuống dưới ha. Tại vì mình cũng cập nhật hết rồi. Mình xuống dưới. Nói là những cái thủ tục bên cửa hàng nữa thì anh em mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Trực tiếp với mình nha, hoặc là kết bạn Zalo với mình nha các bạn. Dạ, qua rồi. Số điện thoại 0776333789 nha. Ok ạ. Điện thoại mình có để dưới góc dưới màn hình nha các bạn. Dạ, đây giờ anh em mình xuống dưới ha. Đây. Đây anh em mình lên trước đầu cửa hàng luôn để quay hướng dẫn lại cho nó rõ nha. Cái mùa dịch như thế này nè, ví dụ như nếu mà anh em mình cảm thấy tin tưởng, anh em nào mà tin tưởng cái hàng mình đòi á thì mình có thể hỗ trợ vận chuyển được không ạ? Bên mình thì nhận ship 63 tỉnh thành luôn nha các bạn. Ví dụ các bạn ở xa ấy, ở tỉnh ngoài mua xe mà tiền mặt hay trả góp đều được nha. Thì các bạn có yêu cầu mình là ship xe thì bên mình hỗ trợ cho bạn 50% giá ship nha. Đó. Ví dụ 1 triệu thì chỉ còn có 500 mà. Đúng rồi nha các bạn. Bên cửa hàng chịu hết 500 rồi. Đôi khi các bạn cách đây tầm 2-30 m, à quên 2-30 cây thì bên mình hỗ trợ ship free nha. Không phí mất chi phí nha các bạn. Tầm khoảng 20 cây số hoặc 30 cây số bán kết cửa hàng thì sẽ là miễn phí hoàn toàn luôn. Nên các bạn cứ yên tâm ha. Rồi, còn bây giờ nhờ anh nói về những cái thủ tục bên cửa hàng mình mua góp như thế nào nè. Bây giờ cũng là cuối video rồi các bạn. Thì trước tiên mình cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thì mong các bạn luôn tin tưởng máy Thành Phát là đến ủng hộ cửa hàng nha. Thì cuối video này mình sẽ nói lại cái thủ tục mua trả góp ở bên mình nha các bạn. Bên mình hỗ trợ tất cả các dòng xe dưới 60 triệu đều không cần phải trả trước nha các bạn. Hồ sơ rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh thư bằng lái xe hoặc là chứng minh thư hộ khẩu là các bạn có thể lấy xe đi về nha. Bên mình hỗ trợ các bạn hộ khẩu, photo công chứng và hình ảnh hộ khẩu, các bạn chụp qua Zalo giúp mình nha. Thì bên mình không có cần chứng minh thu nhập gì cả, nên các bạn chỉ cần cái đầy đủ hồ sơ vậy là có thể lấy xe đi về nha các bạn. Rất là dễ đúng không các bạn? Còn địa chỉ cửa hàng nằm trong quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chỉ có một An Thành Phát tại đây thôi. Đúng rồi, bên mình chỉ có một chi nhánh duy nhất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Thì tốt nhất các bạn khi mà đến cửa hàng thì cứ liên hệ với mình sẽ gửi địa chỉ Gmail cho các bạn thì các bạn đi chính xác nha. Đó thì các bạn thấy rồi, thì đặc biệt là thông thường là những cái dòng xe mà 60 triệu quay về sẽ là không trả trước. Còn như những cái dòng R15T3 hay MT15 hay GXR đó thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng 10 đến 15 triệu là có thể lấy xe nha. 15 triệu là dòng R15 đó, còn như GX thì khoảng 6-7 triệu là mình được luôn. GXR, riêng dòng GXR nha các bạn, thì các bạn chỉ cần trả trước tầm 6 triệu lấy xe về. Nếu mà các bạn nào mà đam mê quá rồi chỉ có 3 triệu cũng được, các bạn cứ đến cửa hàng nha. Bên mình sẽ hỗ trợ các bạn phần đó khi nào lấy biển số thanh toán. Ví dụ 6 triệu thì các bạn chỉ đưa mình trước tầm 3 triệu thôi. Còn 3 triệu khi nào lấy biển số bạn thanh toán cho bên mình ha. Rất là dễ luôn đúng không các bạn? Rồi còn bây giờ chắc là mình nhắc lại số điện thoại cái nữa, cái anh em mình sẽ chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp tiếp ha. Số điện thoại của bên mình nhé các bạn, 0776333789 nhé các bạn. Có cả Zalo các bạn, các bạn chỉ cần kết bạn để mình tư vấn cho các bạn ha. Rồi ok, còn giờ chắc là Ngô Nguyễn cũng như là anh Hùng cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị rất là nhiều đã quan tâm đến mình. Cảm ơn các bạn nha. Thì hẹn các bạn vào video lần sau nha. Có thể là thứ bảy, có thể là livestream các bạn. Các bạn để ý để xem livestream báo giá trực tiếp nha. Vì bên mình cuối tuần ấy
là thường là ngày chủ nhật bên mình sale rất là khủng luôn á. Đúng rồi, các bạn để xem livestream nha các bạn. Dạ. Thường là cái ngày chủ nhật anh giảm giá rất là mạnh, nên là những anh em mà muốn biết được thông tin thì phải tối thứ bảy đón xem cái livestream tối thứ bảy, vì thông thường là tối thứ bảy là cũng livestream hết. Đó. Rồi ok, các bạn nhớ tối thứ bảy nha. Còn giờ là anh em mình xin chào và lại tất cả các bạn có chú chịu luôn. Chào tất cả các bạn nha. We'll be right back.